Ngày 19 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty AIC, Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện dự án mua sắm trang thiết bị cho 12 phòng thí nghiệm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời ra các quyết định và lệnh tố tụng đối với 9 đối tượng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 222 Bộ Luật Hình sự, gồm khởi tố đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc và ông trần mạnh hà phó tổng giám đốc công ty aic hiện hai bị can đang bị truy nã trong hai vụ án bệnh viện đa khoa đồng nai và sở y tế quảng ninh cùng đó bảy đối tượng có liên quan cũng đã bị bắt tạm giam và khởi tố để khám xét hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước